Rồi quý vị chuẩn bị chưa? Chúng ta bắt đầu học bài Kinh Thánh Cầu. Thưa đệ chúng, Kinh Thánh Cầu số hiệu là 26 trong Trung Bộ Kinh. Tiếng Pali là Ariya Pariyasana Sutta. Ariya là Thánh, Pariyasana là mong muốn, ước ao, là cầu á. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana. Savatthi là cái thủ đô của nước Kosala, thưa quý vị. Như vậy khi thông thường nói Savatthi tức là nói thủ đô của nước đó. Ở Savatthi mà đúng ra là ở thủ đô hay ở kinh thành mà chúng ta dịch ra là quốc trong chữ Hán á, gọi là xá vệ là Savatthi, dịch là xá vệ quốc có đúng. Chữ Kosala mới là nước, nước là nước Kosala, được phiên âm là Kiều Tát La. Còn chữ Savatthi là thủ đô của nó, nhưng ở trong bản chữ Hán dịch sai lâu lắm rồi, cứ nói rằng là xá vệ quốc trong tất cả Hán Tạng, cái xá vệ quốc không. Cho nên mình cứ lầm chữ Savatthi là nước xá vệ, chứ trên thực tế là Savatthi là thủ đô thôi, còn nước của nó là Kosala. Cũng giống như là Rajagaha là vương xá thành, là thủ đô của vương quốc gì? Magadha, Ma Kiệt Đà. Cũng tương tự, Savatthi là thủ đô của vương quốc Kosala, do vị vua nào trị vì, thưa quý vị? Vua Pasenadi, mình phiên âm là Ba Tư Nặc. Thì như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Sở dĩ mà trong kinh văn Pali ghi rất rạch ròi như thế này là bởi vì ngày xưa ông Anathapindika là cấp cô độc, là tới mua cái vườn và chuẩn bị chở vàng tới lót đầy những cái vụ gốc cây, thì Jeta là Kỳ Đà là thái tử của cái vương quốc Kosala đã phát tâm hiến cúng toàn bộ số cây ở trong rừng. Từ đó có điển tích là Jetavana, tại thì Jetavana vườn ông Anathapindika. Khi dịch sang bản Hán văn đó, các thầy nói là Tịnh Xá Kỳ Viên. Tịnh Xá Kỳ Viên như vậy là chỉ mới nói đến Jetavana thôi. Chữ Kỳ tức là Jeta, Vana tức là viên, hay còn nhường dịch là Thắng Lâm. Chữ Jeta là thắng, tức là cái gì đến sẽ việc. Nhưng mà đây khi các vị phiên âm chữ Jeta thì là Kỳ Đà. Nhưng tại Tịnh Xá Kỳ Viên á, như vậy chỉ nói đến cái chỗ Jetavana thôi, chưa nói đến cái vườn của ông Anathapindika, tức là vườn cấp cô độc. Nên trong bản Pali thì nói khá chi tiết hơn. Như vậy thì lúc bấy giờ Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Đây là một trong những nhiệm vụ của Đức Phật, vừa không có làm khổ người khác, ăn mặc ở bệnh là tự lo, lo bao tử của mình tự lo, chứ không có phải để đệ tử lo, mà mình phải tự giải quyết lấy. Trên Đức Thế Tôn là Đấng Pháp Vương nữa cũng phải tự đi khất thực mà ăn thôi. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, khi quý vị ghi sử liệu đối với kinh Trung Bộ là quý vị phải ghi 45 năm chứ không phải 49 năm được. Tại vì chúng ta đương theo nguồn sử liệu gì đây? Thượng tọa Viên Trí nói rồi, Theravada, là nói Đức Phật xuất gia năm bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. Và thành đạo lúc bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Như vậy từ 35 đến năm 80 là Đức Phật có bao nhiêu năm? 45 năm. Cho nên quý vị mà khi viết là suốt 49 năm hoằng pháp, trong bài của sư Hoàng cũng có chấp, nhưng mà điểm không có cao được đâu, bị trừ 1-2 điểm, bởi vì đây là đương theo sử liệu của Nam truyền. Chừng nào chúng ta phải rạch ròi, chúng ta nói là theo sử liệu Phật giáo Bắc truyền thì Đức Phật 49 năm không sao, khi nói chung chung. Nhưng khi mà chúng ta đang viết những bài trong cái phạm trù của Theravada thì chúng ta phải nói là 45 năm.
Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn là luôn luôn buổi sáng đáp y, mang bát vào thành khất thực hoặc là đi thọ nhận trai tăng. Một là trước khi đi giảng pháp là đến các trú xứ khác của ngoại đạo mà quý vị sẽ được học rất nhiều bài kinh sau. Thì Đức Phật giảng pháp hoặc là sau khi đi khất thực rồi mà có ai hỏi pháp chưa tới giờ cơm, Đức Phật vẫn tuyên thuyết. Như trường hợp ông Bà Hy Giá đương đi, Đức Phật cũng giảng giữa đường thôi, nhưng mà trường hợp rất ít. Sau đó Đức Phật thọ trai, tìm một nơi vắng vẻ nghỉ ngơi. Rồi buổi chiều Đức Phật tu thiền định. Nếu có ai đến hỏi pháp còn không, phần lớn là chia sẻ pháp vào buổi tối. Nó rất phù hợp cho tăng ni, rất phù hợp cho quần chúng. Buổi tối họ rảnh rỗi. Cho nên sau khi giờ ngồi thiền từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, sau đó là luôn luôn thuyết pháp. Thì quý vị coi cái đoạn này là thấy cái cuộc đời Đức Phật nó diễn tả. Dĩ nhiên là nói một phần thôi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đáp y, cầm y bát đến Savatthi, tức mang theo cả kia những cái y áo của mình. Ngày xưa đúng tam y nhất bát thôi, chứ không có để đồ đạc dư giả như chúng ta ngày nay. Cho nên cầm cái bát ra rồi mà cầm luôn những cái y mà cần thiết để hộ thân khi đi đó, đây là mang theo để ngủ nghỉ qua đêm luôn. Cho nên ngày nay chứ đi đâu là cũng không được cách y. Ngày xưa cũng vậy, ngày nay mà đi đâu mà bỏ y nên là phạm giới. Mà sư hoàng không thấy sao chư tăng là không phạm giới điều này nha. Đúng ra chư tăng cũng phạm, mà chư tăng không có sám hối. Chư tăng là cũng tam y nhất bát, cho nên đâu được rời y. Mà chư ni hãy giữ luật kỹ, cho nên chư ni đi mà để y cách đêm là phải sám hối, bị quở phạt. Còn chư tăng là cái chỗ này sư hoàng thấy lỏng lẻo. Cho nên mình thấy là cầm y bát, mình đọc kinh, mình để ý từng chi tiết mới thấy rằng là Đức Phật, cái hành lý Đức Phật cũng mang theo. Cho nên đời sống chúng ta phải làm thế nào để bớt tài sản vật chất mà giàu tài sản tinh thần. Cho nên là cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số đông tỳ kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở. Sau khi đến nói với Tôn giả Ananda, từ lúc bây giờ Đức Thế Tôn chuẩn bị sửa soạn đi đấy, rồi diễn tả là Đức Phật đi. Thì có một số mới thưa với Tôn giả Ananda là vị thị giả của Đức Phật. Thưa quý vị, trong suốt 20 năm đầu, Đức Phật không có một vị thị giả cố định. Đến khi mà nói đến có những vị, có Tôn giả Ananda như thế này là biết rằng là những bài kinh này là những bài kinh đã nói sau. Cho nên các vị ấy nói với Tôn giả Ananda: hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chứ tận mặt lên đích thân nghe đấy. Lành thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp, trong cái thuở ban đầu gặp nhau đều gọi là hiền giả với nhau hết, ai cũng bậc hiền hết, chứ không ai giữ ha. Cho nên tu sao phải hiền hết. Dĩ nhiên là hiền đây không phải là theo cái nghĩa hiền bình thường, mà nó là hiền để thành thánh đấy. Hiền thánh là hiền, có thể là từ Tu Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cũng là hiền, mặc dù bậc đó vẫn là hữu học. Mà hữu học đúng ra là phải tùy tín hành và tùy pháp hành cho đến chứng đắc Tu Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm mới là bậc hữu học, thưa quý vị. Còn ở thế gian á, những người cư sĩ không nghe pháp không thể gọi là hữu học được. Mà người nào bắt đầu là tùy tín, tức là nương theo niềm tin của mình để hành trì giáo pháp, hoặc là nương theo cái trí tuệ của mình mà ngang qua giáo pháp ấy, mình có phát sinh trí tuệ để mà hành trì giáo pháp, gọi là tùy pháp hành. Hai bậc này là cũng là phàm phu, nhưng cũng được xếp là bậc hữu học. Rồi nó trải dài đến Tu Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cũng được xem là hữu học luôn. Thì như vậy ở đây các vị nói: lành thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Ngài đang đáp: các tôn giả hãy đến chỗ Bà La Môn Ramaka ở, và các tôn giả sẽ được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Qua đây chúng ta đọc tiếp rồi chúng ta mới thấy rằng là Tôn giả Đăng Đa hầu như đã có sắp đặt rồi. Bởi vì Bà La Môn Ramaka là một Bà La Môn rất là trí thức, có một cái hội trường rất lớn, và các vị tỳ kheo thường tụ tới tụ tập chia sẻ pháp, và ông rất là hoan hỷ. Nên ngày nay thỉnh thoảng các thầy tới một số nhà Phật tử, sự nghĩ nó cũng đúng thôi, đâu hẳn là cứ tới chùa không, mà tới nhà Phật tử họ tập hợp 5 người, 10 người, 50 người, thì thỉnh các thầy tới thuyết pháp giống như cái đạo tràng.
Nhiều khi tới chùa bất tiện quá, chùa đó các thầy nó cũng không có giảng pháp hay, cho nên không thích thú mời các thầy khác về giảng, do cái lòng tự tôn của mình quá đáng, tự ti mặc cảm phát sinh. Do đó mà nhiều khi các thầy phải đến một số cái tư gia đạo tràng của mà do quý Phật tử lập để thuyết pháp là vậy. Ở đây thuở Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng đến các gia chủ Bà La Môn thuyết pháp bình thường, thưa quý vị, không những ở tỉnh Sát Kỳ Viên. Như trong trường hợp này, Đức Phật đang ở tỉnh Sát Kỳ Viên, nhưng mà cái đêm pháp hội này không diễn ra ở Kỳ Viên mà ở cái trú xứ của Bà La Môn Ramaka. Thưa quý vị, trong bản A Hàm thì có một cái bản kinh tương đương từ gọi là kinh Lama số 204. Như vậy chữ Lama này ở đâu ra? Thưa quý vị, chữ Lama này là phiên âm từ chữ Ramaka. Chữ R đó của người Hoa mình đọc được, nhưng người Hoa ta không có đọc được cái chữ R, mà khi phiên âm ra thành chữ L hết, thưa quý vị, cho nên thành chữ Lama ở đây. Cho nên nó cái từ phiên âm từ chữ Ramaka, phiên âm từ chữ Lama là một trời một vực, chẳng giống gì cả. Như vậy ở trong cái bản kinh Kinh Thánh Cầu số 26, cái tựa đề ở đây là rất phù hợp với cái nội dung mà chúng ta sẽ học. Trong khi đó bản A Hàm đặt tên là Kinh Lama số 204. Như vậy đặt tên là đặt theo tên của Bà La Môn. Bà La Môn mà là gia chủ có cái ngôi nhà mà tăng chúng tụ tập, như vậy lấy cái nhân vật này làm cái trung tâm. Còn trong khi bản kinh Bali là lấy cái nội dung của kinh làm đối tượng trung tâm để mà các vị đặt tên kinh. Như vậy thì Bà La Môn lúc bấy giờ tôn giả A Nan Đa mới bảo rằng là các tôn giả hãy đến chỗ Bà La Môn Ramaka ở, và các tôn giả sẽ được tận mật nghe Thế Tôn thuyết pháp. Các vị đáp: thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả A Nan Đa. Rồi Thế Tôn khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, cho gọi tôn giả A Nan Đa: này A Nan Đa, chúng ta hãy đi đến Bupparama Đông Viên, ngôi lầu của Migaramatu, lọc mẫu giảng đường để nghỉ trưa. Thưa quý vị, cách tỉnh Sáng Kỳ Viên về hướng đông khoảng 6 gia tuần, giống như 6 dặm chúng ta vậy. Thì có một cái ngôi tịnh xá do bà Visakha mà được xem như là được có cái tước hiệu gọi là lọc mẫu, là một cái con nai, chữ lọc là con nai, mẫu là mẹ, cho nên xưng tán vậy, giống như là một người mẹ hiền mà ta hay lấy cái biểu tượng là con nai là biểu tượng đó, cho nên gọi là lọc mẫu. Thì tại nơi đây bà đã cất một cái tu viện rất là trang nghiêm, rất đẹp, ở phía đông gọi là Đông Viên. Lọc mẫu là cái tước hiệu hay cái mỹ hiệu của bà, và cất một cái giảng đường rất lớn. Ngày nay mà chúng ta tới đó thấy thảm thương lắm quý vị. Cái chỗ mà Đông Viên Lọc Mẫu giảng đường ngày xưa nó đẹp cỡ này, chỗ này như thế nào như trong kinh, bây giờ quý vị tới đó thấy điêu tàn, và được dựng lên bởi cái trụ đá của Ấn Độ giáo, thờ biểu tượng Linga và Yoni, là biểu tượng cái phồn thực của sự sống. Thế gì không còn một cái dấu tích gì của Phật giáo, thưa quý vị. Và con đường vào làng mình thấy nó tội, gọi là cư dân sống chung với bò, thưa quý vị. Tức là họ làm chuồng bò nó chung với ngôi nhà, và dân cư sống chung với bò, mà đi ngang qua những con đường nó hẹp như thế. Sư đã đến đó rồi, đi qua Phật Tích có những lần mình không đi được, sư quan được hồi xưa sư ở đó sư không đi được nha. Vậy mà cái đợt vừa rồi á, cái dịp năm ngoái năm kia gì đó sư đi, thì sư có dịp đi đến Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường để tìm. Thì ở đây Đức Thế Tôn bảo rằng là đi đến Bupparama là Đông Viên đó, chữ Bupa là phía đông, Arama là cái khu vườn, ngôi lầu của Migaramatu là lọc mẫu để nghỉ trưa. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Nan Đa đáp: vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Nan Đa đi đến vườn Bupparama, ngôi lầu của Migaramatu để nghỉ trưa. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy gọi Tôn giả A Nan Đa. Đây là một việc nữa nè thưa quý vị. Đức Thế Tôn luôn luôn
ngồi thiền vào cứ buổi chiều chập tối. Cái truyền thống này ở một số thiền viện, một số tu viện, một số trường phái. Ví dụ như trường phái Khất Sĩ, sư biết là thờ tổ sư Minh Đăng Quang là buộc phải ngồi. Một số tu viện ngày nay vẫn ngồi, trung tâm tịnh xá cũng ngồi, mở được cái đạo tràng cho Phật tử cái chiều tới là ngồi thiền, cũng dễ thương lắm. Nhiều người họ không tụng kinh, nhưng mà họ tới họ ngồi thiền, thưa quý vị. Ngồi thiền đi làm xong về ngồi thiền, thiền xong rồi về lo công việc gia đình. Một số Phật tử thì thích tụng kinh, họ nói ngồi thiền họ thấy tâm vọng quá, họ khó ngồi. Mà sự thật thấy tâm vọng cũng là quý rồi đó. Bình thường chúng ta đồng hóa tâm vọng của chúng ta là một, chúng ta đâu có thấy. Cho nên một khi quý vị thấy được tâm vọng quý vị là quý rồi, để từ chúng ta hàng phục chứ. Nhưng mà một số Phật tử họ không hiểu, cho nên họ thấy cái tâm vọng họ ngán quá, cái rồi họ bỏ tu thiền đi. Nhưng mà thôi thì không tu thiền được, thì bắt đầu tụng kinh cũng quý, nương vào cái âm thanh của kinh tụng của các sư, rồi nương vào cái hình thức lễ Phật, để từ đó cái tâm họ phát khởi sự an bình, tâm họ nương vào và phát khởi cái tín tâm. Do đó ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn cứ vào buổi chiều luôn luôn trong kinh gọi là từ thiền tịnh, ở trong tiếng Anh là arising, là nó khởi dậy, ở đây dịch là đứng dậy, tức là đại khái là sau khi mà ngồi thiền xong đó, rồi ngài gọi tôn giả Ananda: này Ananda, chúng ta hãy đi đến Buddha Kothaka để rửa tay rửa chân. Chỗ này là một giống một cái suối, à cái chỗ cái suối. Ngày xưa các ngài đi du hành đó, đây đâu có nhà tắm đâu. Có thể là ở kỳ viên tịnh xá thì có nhà tắm, có hệ thống vệ sinh, cho nên mới có cái câu chuyện tôn giả Rahula tối không có chỗ ngủ chung với nhà vệ sinh, chung vô cái gọi là cái nhà xí. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn đi đó đây khất thực khóa duyên xong rồi, buổi chiều chiều ngồi thiền rồi là đầu đứng dậy, rồi đi tới cái chỗ Buddha Kothaka để rửa tay rửa chân. Tôn giả Ananda đáp: thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến Buddha Kothaka để rửa tay rửa chân. Sau khi rửa tay rửa chân ở Buddha Kothaka, ở trong này nó viết sai chữ K thành chữ L, Buddha Kothaka, Thế Tôn leo đứng trên bờ đắp một tấm y phơi tay chân cho khô. Thưa quý vị, như vậy hồi đó y áo vải vóc nó rất là hạn chế, cho nên nó rồi tới đó rửa tay rửa chân rồi xong rồi đứng để nó phơi khô luôn, xong rồi đi tiếp. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka không xa. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka là khả ái. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka là khả lạc. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất của Bà La Môn Ramaka. Như vậy là Tôn giả Ananda thưa, tịnh thất đó rất là dễ đẹp, tịnh thất đó rất rất đẹp, rất là dễ thương, hãy đến đó, lành thay nếu Thế Tôn đến được. Đức Thế Tôn nghe như vậy im lặng nhận lời. Cứ truyền thống ngày xưa im lặng là nhận lời, còn nếu không đồng ý thì nói ra. Cho nên các vị ít lời lắm. Mỗi lần khi mà các vị thưa lên cái gì đúng rồi các ngài im lặng mỉm cười, như vậy là xong. Còn nếu mà đã nhận cái lời gì đó, ví dụ như nhận lời thọ trai, ví dụ dòng họ Lích Chê Vi muốn thỉnh Đức Phật về thọ trai, nhưng Đức Phật đã nhận từ kỹ nữ Ambabali thì Đức Phật từ chối: ta đã nhận nơi thọ trai từ Ambabali rồi. Ví dụ như thế. Cho nên Thế Tôn mà im lặng tức là nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến tịnh thất của Bà La Môn Ramaka. Lúc bấy giờ một số đông tỳ kheo đang hội họp tại tịnh thất của Bà La Môn Ramaka để thuyết pháp. Một chi tiết mà vô cùng đắt giá ở đây: Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Quý vị nghĩ như thế nào? Một bậc đại đạo sư như Đức Thế Tôn, một bậc đại giác ngộ với 10 đức hiệu, công đức viên mãn như vậy, mà Đức Thế Tôn đứng ở ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thưa quý vị, sự kiện này đã được các vị thánh đệ tử đã trích dẫn đưa vào một cái sử liệu khác. Bây giờ sư lâu quá không biết nằm ở đâu, mà chính sư đã đọc và đưa trở thành một cái sử liệu quý. Mà khi đọc lại kinh Trung Bộ nè mới tìm ra
cái thông tin này. Đức Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thông thường mà sư cỡ như sư thôi, sư thấy ai sư gõ bộp bộp, cái sư đẩy cửa sư vô, cái các sư đường thuyết pháp kia phải dừng lại, thâu thỉnh đại đức thuyết pháp chẳng hạn. Như vậy cái pháp thoại của các huynh đệ tăng ni đang nói bị gian dở, hoặc vì sự xuất hiện của mình cái nội dung pháp thoại nó không được diễn tiến theo cái định hướng ban đầu. Đại đức Thế Tôn đứng ở ngoài cửa, thưa quý vị, trong các bản sớ giải viết rằng lúc bấy giờ, đây là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn đến ngày lúc bấy giờ 80 tuổi rồi, thưa quý vị. Một vị đã 80 tuổi thọ rồi mà khi đến một cái trú xứ nơi đó, hàng đệ tử của mình đang câu hội lại để chia sẻ pháp mà ngài đứng ở ngồi. Đứng ngồi mà trong bản sớ giải còn chú ghi rằng là ngài đứng ngay vịn cái thanh cửa. Ngài đứng ngay vịn thanh cửa giữa gió trời mà rét buốt, thưa quý vị. Sau đó khi mà đại chúng đã chia sẻ pháp xong rồi, lúc bây giờ Đức Thế Tôn liền đành hắn và gõ vào thanh cửa. Thấy hay quý vị. Cho nên học kinh quý vị để ý, nhờ chậm rãi đọc quý vị mới phát hiện ra những điểm vô cùng độc đáo. Cho nên quý vị thấy sao nó dài quá. Nhiều vị thưa quý sư, con đọc kinh thấy dài quá con ngán. Người ta thấy cứ gì lặp đi lặp lại cái bạch Thế Tôn hoài. Mà nếu quý vị chịu khó chậm rãi đọc, quý vị mới thấy được những thông tin vô cùng đắt giá như thế. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đành hắn và gõ vào thanh cửa. Các tỷ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn, rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà La Môn Ramaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Nên pháp tòa luôn luôn dành sẵn với Đức Thế Tôn, dầu cho ngày đến hay không đến. Cái chỗ này sư Hoàng thấy cũng hay. Ở truyền thống Phật giáo Kim Cang Thừa cũng thế. Pháp tòa của ngài Đạt Lai Lạt Ma là để bất di bất dịch, để tôn kính ngài dù ngài đến hay không đến. Cho nên nhiều khi cái chỗ mà cái vị pháp sư mà ngồi á, mà rồi đôi khi chúng ta cũng dễ dãi quá, để các vị mà giảng sư mới vài hạ lên giảng, thành cái pháp tòa nó không còn giá trị nữa. Cho nên truyền thống Phật giáo Nam truyền họ rất kỹ chỗ này nữa. Nhiều khi họ làm pháp tòa dành riêng cho các vị đại trưởng lão, họ làm cái pháp tòa dành cho các vị thượng tọa, hoặc là nếu đã là những vị pháp sư lỗi lạc thì mới ngồi trên pháp tòa, còn không thì ngồi xuống một dưới một bậc. Thưa quý vị, thì ở đây thì Đức Thế Tôn ngồi lên chỗ soạn sẵn rồi. Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các người nay hội họp vấn đề gì, nay hội họp bàn vấn đề gì, và câu chuyện gì giữa các người bị gián đoạn? Nhiều vị đặt vấn đề: thưa sư, bộ Đức Thế Tôn là có Tam Minh Lục Thông mà sao Đức Thế Tôn phải hỏi? Thưa quý vị, dẫu cho Đức Thế Tôn sử dụng quán trí của ngài, dùng Tam Minh Lục Thông Đức Phật biết đi nữa, nhưng Đức Phật vẫn hỏi như là một cái duyên. Dựa trên cái cơ sở đó, Đức Phật nói tiếp. Đức Phật không có muốn chứng tỏ ngài khác thường với mọi người. Mặc dù ngài phi thường thật, ngài siêu việt thật. Quý vị đọc bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, quý vị mới thấy Đức Phật siêu việt. Nhưng Đức Phật không tự thân chứng tỏ ngài siêu việt, mới sự thật là siêu việt. Thì đây Đức Thế Tôn hỏi: các ngươi nay hội họp bàn vấn đề gì, và câu chuyện gì giữa các ngươi bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, câu chuyện gì chúng con thuộc về Thế Tôn, và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, lành thay khi thiện nam tử, các người, không, thiện nam tử tức là một người thiện nam đó, tử tức là người, thiện nam, mà cái sở dĩ mà gọi là thiện nam tử là cái người ấy có tâm thiện. Cho nên quý thầy hay nói là thiện nam tín nữ. Thiện nam là chỉ chung cho người đàn ông mà có tâm lành, mà tín nữ là người phụ nữ mà khởi lên cái niềm tin. Mà đúng như thế, cái bản chất tính căn của người phụ nữ nó nhiều hơn cái bản chất là tuệ căn của người nam. Nhưng mà khi tu tập là bắt đầu cũng vẫn phải cái nền tảng là thiện căn,
Cho nên các thầy ngay cả trong kinh là các thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ đó về sau mới có cái khái niệm thiện nam và tín nữ. Thưa quý vị, Đức Phật nói khi thiện nam lành thay khi thiện, thiện nam tử các ngươi vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các tỳ kheo, khi các người hội họp với nhau, có hai việc cần làm, chấm hai chấm này, luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Quý vị phải lưu ý từng chút vậy. Một là luận bàn đạo pháp khi chúng ta tụ tập, hai là im lặng, mà im lặng của bậc thánh chứ không phải im lặng của người vô trí. Cho nên nếu chúng ta ghi rằng là một là bàn luận đạo pháp, hai là giữ sự im lặng chưa đủ, mà phải là giữ sự im lặng của bậc thánh. Tức là ta im lặng nhưng mà ta vẫn có trí tuệ, vẫn có được khởi cái giác quan, biết rõ hết mọi thứ, chứ không phải là người im lặng do sự si mê. Phần lớn chúng ta im lặng là do chúng ta thiếu hiểu biết, phần lớn chúng ta im lặng là do chúng ta si mê, chẳng hiểu cho nên không dám lên tiếng. Còn đây các vị biết hết nhưng mà thấy không cần thiết phải nói, cho nên các vị mới gọi là im lặng, nhưng im lặng của bậc thánh. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, cái hai loại tầm cầu này, mấy cái chữ mà hai loại tầm cầu đó trong hoạt đơn đó, quý vị in bài xuống đó, đó là các vị sau này mà làm kinh đó, rồi các vị thấy cái chỗ đó nó quan trọng, các vị là tạm để cho. Thật ra trong cái nguyên tác Pali không có cái chữ hai loại tầm cầu đó trong hoạt đơn đâu, mà đây là cái cách phân đoạn và cách nha tạo ý phân câu của các vị biên tập kinh tạng Pali sau này. Nói này các tỳ kheo, cái hai loại tầm cầu, tầm cầu chúng ta có tầm cầu quý vị có chứ, quý vị đến đây để tìm cầu tri thức chẳng hạn. Ở đây Đức Phật nói có hai loại tầm cầu này: thánh cầu và phi thánh cầu, tức là cái cầu mong của bậc thánh và cái cầu mong không phải bậc thánh. Chư tỳ kheo, và thế nào là phi thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh chấm ba chấm, tức là tiếp theo cái ý trước là tự mình bị bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, rồi tự mình bị chết chấm ba chấm, tức là lại tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Ở đây Đức Phật đưa ra một hạng người có cái sự mong ước, có sự tìm kiếm, trong khi đó bản thân họ bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, lại đi tìm cái sanh, cái già, cái bệnh chết hay cái sầu bi khổ ưu não kia. Thưa quý vị, chúng ta tự tìm lại, tự nhìn lại trong cuộc đời chúng ta cũng đã từng đi tìm cầu rồi. Chúng ta đi tìm cầu cái gì? Vật chất, tài sắc danh thực thùy đại khái vậy, đúng không? Mà những cái này để nó củng cố cho cái gì? Cuối cùng cũng củng cố cho cái già, cái bệnh, cái chết, cái sầu bi khổ não, thưa quý vị. Đó là một cái tầm cầu mà hầu hết chúng ta đang vướng phải đây. Có phải sanh thân rồi lớn rồi già không? Rồi đâu rồi chết, lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tuồng. Quý sư có mấy cái bài kệ. Rồi là loại thứ hai: này các tỳ kheo, cái gì theo các ngươi? À, đây Đức Phật mở rộng, đây là cái cách lập luận giảng thuyết của Đức Phật, luôn luôn đặt vấn đề và mở rộng ngay. Sau khi vấn đề đã được kết thúc, mở ra một cái khúc thứ hai và tiếp tục triển khai. Trong kinh văn Pali, quý vị nếu đọc kỹ, quý vị sẽ thấy cái tiến trình logic này. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Như vậy ta nói này, cái gì mà có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, thì bây giờ đây Đức Phật giải thích thế nào bị sanh. Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị sanh. Như vậy đưa ra cái nội hàm thế nào bị sanh ở đây? Chính sự dính mắc ràng buộc này. Cho nên từ một cái khái niệm, Đức Phật mở rộng ra cái nội hàm của khái niệm đó. Đầy tớ nữ, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi bò ngựa đực ngựa cái
là bị sanh, vàng và bạc là bị sanh. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh. Như vậy là chấp thủ những thứ vừa đeo, Đức Phật liệt kê một số cái tiêu biểu mà phần lớn con người chúng ta dính mắc, tức là tài sản, cái vật chất ở thông thường, và đấy được gọi là cái bị sanh. Rồi thế nào, này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo, vợ con là bị già, đại khái là cũng những như thế. Tất cả mọi thứ tiền bạc, một là nói đến cái chính cái đó cũng là nó có bị sanh đó, tức là cái được sanh ra, rồi là bị già, là cái bị già đi nè. Rồi các vị tỳ kheo ấy cũng chấp thủ nữa. Rồi này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị bệnh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị bệnh, đại khái là những cái đối tượng mà chúng ta dính mắc ái luyến. Rồi này các tỳ kheo, cái gì các người gọi là bị chết? Này các tỳ kheo, vợ con là bị chết, đại khái cũng như thế luôn. Này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sầu? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sầu, do chính những nguyên nhân vợ con đầy tớ nam đầy tớ nữ, dơ cừu gà heo chó vịt gì đó. Quả Phật quý vị nuôi gà nuôi chó nuôi mèo cũng cực quá chừng á. Sư thấy đi tu mà nuôi mèo nuôi chó cũng là một cái nợ. Đáng lẽ đi tu là không vợ không con không mèo không chó chứ, bây giờ đi tu không vợ không con thì có, nhưng mà có mèo chó đi 2-3 ngày là lo nó, không ai chăm sóc. Không, nếu mà bỏ vô chùa thì mình bất đắc dĩ, mình với cái lòng từ bi mình phải nuôi. Nhưng nhiều người nuôi á, là dính mắt với nó luôn, coi nó là cục cưng, cưng lại đây, phải không? Rồi là mình quan tâm thương yêu nó còn hơn đệ tử nữa. Đó là một sự thật. Đối với quý cô cư sĩ ở ngoài cũng thế thôi. Cái này là nó có một cái nghiệp chung thôi, chứ không phải riêng gì Tăng Ni đâu, mà cư sĩ ở ngoài cũng thế. Dĩ nhiên chúng ta có lòng từ bi tử tế, thương yêu muôn loài vạn vật là tốt. Nhưng nếu chúng ta bị trói buộc, bị dính mắc bởi chúng, là tất cả những thứ này đều là đối tượng khiến cho sanh già bệnh chết sầu bi khổ não nó phát sinh. Này các tỳ kheo, cái gì là theo các người gọi là bị ô nhiễm? Thế nào bị ô nhiễm đây? Vợ con đầy tớ nam đầy tớ nữ, đại khái cũng như thế. Rồi này các tỳ kheo, thế nào là thánh cầu? Ở đây Đức Phật hết phi thánh cầu, Đức Phật xuống thế nào là thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, như chúng ta đây, tự biết mình bị sanh ra và đang bị các pháp bị sanh này nó trói buộc, nó dẫn dắt, nó lôi kéo, và chúng ta cứ ở sống trong cái vòng luẩn quẩn, không thoát khỏi ngục tù giam cầm này. Cho nên biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, đó gọi là niết bàn. Nhưng thông thường như phải, tức là cho sự đồng nghĩa đấy, không tìm cầu cái vô sanh này. Cho nên các vị a la hán a la hăng còn được dịch là vô sanh, là không còn bị tái sinh trong cõi luân hồi này nữa, mà các vị hoàn toàn làm chủ sự sống chết. Còn như chúng ta đây có làm chủ được không? Đây chưa có ai sư nghĩ như thế. Sư cũng không chưa chứng A-la-hán, thành sư chưa có biết là có vị nào chứng A-la-hán chưa. Nhưng mà sư nghĩ rằng là như chắc có lẽ là trong chúng ta đây chưa đâu. Sư nghĩ như thế. Cho nên chưa ai mà thoát khỏi cái bị sanh già bệnh chết. Cái bệnh nó tới quý vị đâu có cưỡng được. Nay mai nó già đẹp như thế, ai muốn già đâu. 100 người, 1000 người, không có người nào muốn già. Già nó xấu, nó mệt mỏi, cái ai mà thích già đâu. Nhưng cái già nó đến, rồi cái bệnh nó đến, rồi cái chết nó đến, rồi tiếp tục nó nghiệp lực nó đẩy quý vị đi tái sinh. Quý vị không muốn nó cũng đi tái sinh, dầu tái sinh trong cảnh giới nào đó mà quý vị gọi là phải cầu siêu á. Trên thực tế thì người ta đã tái sinh vô trong cảnh giới đó rồi, người ta dính mắc ái luyến chấp ngã quá trong cảnh giới khổ đau, cho nên các thầy nhắc nhở khai thị để khiến cho người ta tỉnh thức, để rồi người ta tu tập để thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau thôi. Như vậy thì cái đây nói rằng là
một số các vị tỳ khưu á, có người tự mình bị sanh rồi, nhưng sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, cái vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, cũng đấy là cũng có lối văn xưa, dùng rất nhiều từ, rất nhiều khái niệm, nó đồng đẳng, đồng nghĩa để diễn tả một vấn đề, mà đây là cái lối văn xưa. Rồi tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, cũng tương tự cho đến cái bệnh, cái chết, rồi cái sầu, cái ô nhiễm, vân vân. Này các tỷ kheo, ta cũng vậy. Ở đây là duyên khởi để Đức Phật kể lại trước khi Ngài chứng đắc thánh quả. Này các tỷ kheo, ta cũng vậy. Trước khi giác ngộ, khi chưa chứng chánh định giác, khi còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, vân vân, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh vô thường an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Qua đoạn này quý vị thấy rất rõ Đức Phật lịch sử. Ngài nêu rõ trước khi Ngài chứng đắc thánh quả, Ngài cũng có những cái trạng thái như thế, chứ không phải như một số sử liệu, sự thật về sau đôi khi thổi đại, phóng đại quá mức. Đức Phật thì hiện hết á. Đức Phật thì hiện xuống làm con của vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia thôi. Rồi Đức Phật là cưới công chúa Vô Đà La cũng thị hiện. Rồi Đức Phật độ sanh cũng thị hiện. Rồi những vị thánh đệ tử cũng thị hiện luôn. Không những gán cho Đức Phật thị hiện mà gán cho đệ tử thánh đức Ngài A Nhã Kiều Trần Như, cho đến bốn vị người bạn của A Nhã Kiều Trần Như, cho đến các vị thánh đệ tử. Rồi sau nữa nói là Ngài ông U Đại Di cũng là thị hiện hết. Nói chung cả cuộc đời nói rằng Đức Phật thị hiện, Đức Phật đã chứng đạo từ vô lượng kiếp rồi. Thì hỏi Đức Phật chứng vô lượng kiếp, chứng kiếp nào? Không có câu trả lời. Chính vì vậy kinh điển đi cả nhà là nói đến Đức Phật lịch sử. Đức Phật xác minh trong quá khứ của Ngài đây. Trước khi Ngài giác ngộ, Ngài đã như thế đó. Ngài cũng bị sanh rồi, tức là Ngài sống có vợ con nè. Ngài sống bị ràng buộc nè. Ngài sống cũng ràng buộc với danh vọng, với địa vị, vợ con đủ thứ hết chứ. Nhưng mà chúng ta học cái đây rồi, chúng ta mới thấy cuộc đời Đức Phật chỉ có giá trị. Chứ hỏi nhiều sự nói thiệt, chứ cũng có một số kinh điển đại thừa sau này, không phải tất cả, cho rằng là Đức Phật thị hiện. Cái chỗ này sự thật là sự cũng mình học với một giai đoạn tư tưởng như thế thì mình chấp nhận. Tức là biết cái dòng văn học nó chạy tới đó, những khái niệm này nó xuất hiện, những hình ảnh này xuất hiện, những câu chuyện này xuất hiện, nhưng mà nó tương ứng với chân lý hay không là vấn đề chúng ta đặt ra và chúng ta phải coi lại. Cho nên nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho ba từ đản sanh, thị hiện, giáng thân, chỉ nhiều khi Phật tử không phân biệt. Sao gọi là đản sanh? Đản sanh là sanh ra được vui, khiến cho nhân loại vui, gọi là đản sanh, phải không? Giáng thần là lúc mà từ cung trời đâu xuất mà giáng thần xuống là thai mẹ Hoàng hậu Ma Gia. Lúc bây giờ giáng thần là ở cái giai đoạn đó mà thôi. Còn nói đến thị hiện là nói từ cái chỗ mà từ cõi nào đó là giả hiện xuống chứ không thật. Cái khái niệm mà thị hiện là khái niệm của Phật giáo mà rất sâu, gọi là đại thừa, trong một số kinh trong tư tưởng đại thừa đưa ra. Còn đối với truyền thống Theravada rất rạch ròi ở đây: Đức Phật lịch sử, Đức Phật là con người có thật. Ngay cả cái việc bài kinh Hy Hữu Vị Tần Hữu Pháp 123 mà Sư Hòa không có thời gian giảng ở đây. Sự kiện Đức Phật từ trong Tusita theo Sư Hoàng đó cũng là một cái sự kiện có thật. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thể là thấy được bằng mắt chúng ta, chúng ta chưa cảm nhận bằng sự hiểu biết chúng ta. Vậy chúng ta đi đầu thai chúng ta cũng phải có chỗ để đi chứ.
Mà nếu chúng ta là phàm nhân thì chúng ta vô phàm nhân chứ. Nếu chúng ta là người có cái phước báu trí huệ thì chúng ta sẽ sinh vào cái nơi mà nó tương ứng với cái chánh báo chúng ta chứ. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật nói: rồi này các tỳ kheo, sau một thời gian khi ta còn trẻ niên thiếu, tóc đen nhánh đầy đủ huyết khí của một tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời. Cái chỗ này cái vẻ văn chương ha, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc. Cái cách diễn tả của người xưa như thế. Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Quả thật Đức Thế Tôn đi xuất gia là khiến cho vua Tịnh Phạn là điều đứng. Quý vị mà coi phim cuộc đời Đức Phật, mình thấy ông Tịnh Phạn thấy tội nghiệp ha, rất cảm động luôn. Nuôi một đứa con chắc chiêu ra để hy vọng đứa con này sẽ kế nghiệp ngai vàng, để cai trị kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và tình cảm ổng dồn hết cho đứa con này đến khi ra đi. Thậm chí vì Thái tử Xí Tà Tha mà phải dọn những người già, người bệnh đi ra khỏi cái thành. Coi phim đó sự ấn tượng. Cái bà mà đến khi mà Thái tử Xí Tà Tha gặp cái bà mà ở trong cái thành đó, bà nói mấy câu, phải nói là người đạo diễn quá xuất sắc khi để cho bà già này nói vài câu. Vì ai mà những người già, những người bệnh phải vào cái thành này, khiến cho thái tử như dao và đâm vào trái tim, nó nhói lòng. Từ đó tạo thêm cái động lực ý chí phải tìm cái con đường giải thoát. Vì mình mà coi như cha mình đẩy những người cùng khổ đi vào những cái nơi mà coi như quá tội đi. Thì ở đây nói rằng ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đầu lộ. Ta đến chỗ Alara Kalama. Quý vị phải học được mấy cái từ Bali này, ghi cho đúng. Chứ thậm chí sinh viên năm 2, tức là cái môn kinh Trung Bộ của sư sư dạy 4 học kỳ, mà sinh viên học năm 2 học kỳ 4 mà cũng viết trật Alara Kalama. Ở khi đến xong liền thưa với Alara Kalama. Chính vì vậy mà sư yêu cầu quý vị phải in cái bài ra là vậy. Phải in cái bài ra để học, để có tư liệu để nhìn, rồi sư phân tích quý vị ghi nốt vô. Có những điều sư đọc xong rồi quý vị ghi nốt liền, nó tiện. Khi đến liền thưa với Alara Kalama. Mặc dù quý vị đã biết được cái chuyện mà trong quá trình đi tầm đạo, đã đến hai nhà tu lúc bấy giờ rất nổi danh là ông Alara Kalama và ông tiếp theo là gì? Uddakarama Buddha, hầu hết tăng ni đều biết. Nhưng mà cái sự việc nó diễn tiến ra sao thì bài kinh này mô tả khá là chi tiết. Ta đến chỗ Alara Kalama ở, khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Nên khái niệm pháp và luật Dhamma và Vinaya lúc bây giờ khá phổ biến. Cho nên khái niệm Abhidhamma, Giáo Hoàng hỏi quý vị thờ Đức Phật có chưa? Thưa quý vị, khái niệm Abhidhamma là có. Abhi là siêu, Dhamma là pháp, gọi là pháp là vi diệu, pháp vô tỷ là không có gì so sánh, đã xuất hiện. Mà cụ thể trong kinh Trung Bộ là Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò, khi sáu tôn giả nói chuyện với nhau thì tôn giả Maha Moggallana đã nói về vấn đề này. Nhưng mà cái Abhidhamma đó lúc bấy giờ chỉ là một cái khái niệm, chỉ cho cái pháp là vi tế siêu việt, chứ không phải chỉ cho một cái bộ luận. Phải mãi đến kỳ kiến tập kinh điển lần thứ mấy mới có luận thư ra đời? Lần thứ mấy? Lần thứ ba mới Abhidhamma Pitaka mới ra đời. Như vậy ở đây Đức Phật nói: này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với ta: này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình, chỉ vậy tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Quý vị thấy không, cái truyền thống của tâm linh của Ấn Độ thời xưa không riêng gì Đức Phật đâu. Nói rằng là cái pháp này á, là phải khiến cho kẻ có trí kìa, không bao lâu như vị bổn sư của mình,
Chỉ vậy đó mà phải tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Quý Phật tử học và tu ở đây, một ngày nào cũng được tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú thôi. Cho nên sau này có nhiều cái truyền thống nói rằng là cứ mà vô cái mật thất riêng rồi là an tâm điểm nhãn, chỉ cái pháp gì đó ông thầy truyền cho là xong. Thưa quý vị, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến học các vị này, và sau này Đức Phật cũng tuyên bố là pháp các vị phải tự chứng mà thôi. Này các tỷ kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, đây dùng cái hình ảnh nó khua môi, tức là nói những điều phóng đại, nói những điều không thật. Thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Tức là tự biết, tự thấy vấn đề, chứ người khác diễn tả không thể nào đúng được. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: Alarakalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới ăn trú. Chắc chắn Alarakalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới ăn trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chùa Alarakalama. Ở sau khi đến, ta nói với Alarakalama: hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nói vậy. Alarakalama tuyên bố về vô sở hữu sức. Như vậy, cái tầng chứng cao nhất của ngài Alarakalama là vô sở hữu xứ định, là một cái tầng thiền. Cái trạng thái tâm lúc bấy giờ là nó không có dính mắc ở một cái trạng thái và trong một cảnh giới nào hết, gần như là không ngơ, nó không không. Sự thật cái cảnh giới này cũng không phải dễ chứng đâu thưa quý vị. Phần lớn khi tu thiền, các thầy sẽ hướng dẫn từ thấp lên cao, từ cận định vô an chỉ định. Thì vô an chỉ định mới vô 4 tầng thiền xét giới, rồi 4 tầng thiền xét giới mới vô 4 tầng thiền vô xét giới. Như thế này thì nó sẽ ổn hơn. Còn nếu mà không có cái căn bản mà hướng tâm đến vô sở hữu xứ định á, cũng được. Nhưng mà cảnh giới này gọi là cao nhất của cái vị tôn sư Alarakalama này, thì lúc bây giờ Bồ Tát nhận thấy rằng cái cảnh giới này vẫn còn chưa có sự giải thoát triệt để. Bởi vì ngài tự biết mà, ngài tự thấy cái tâm ngài nó chưa có rộng rang tuyệt đối, trí tuệ của ngài chưa có trọn vẹn. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ không phải chỉ có Alarakalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Đây là năm chi pháp mà quý vị lưu ý. Không phải chỉ có Alarakalama có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn, là pháp thứ hai. Như vậy tin được gọi là tín đấy, tinh tấn tức là tấn đấy. Rồi không phải chỉ có Alarakalama mới có định, ta cũng có định. Như vậy cái chi pháp thứ ba là có định. Không phải chỉ có Alarakalama có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy gắng chứng, cố gắng chứng cho được pháp mà Alarakalama tuyên bố sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Ở đây quý vị lưu ý, một là có lòng tin, như là tín nè. Hai là có tinh tấn nè. Ba là có niệm nè. Bốn là có định nè. Năm là có tuệ. Hồi nãy sư nói sót cái niệm. Như vậy năm chi pháp này đã có mặt trong quá trình tu tập thiền vô sở hữu xứ định. Trong truyền thống Phật giáo chúng ta cũng có cái pháp tu từ năm căn này thưa quý vị. Năm căn tức là năm cái gốc rễ của cái thiện pháp, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Từ năm cái căn này mới phát huy sức mạnh của nó thành là năm lực: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Chứ không phải năm căn là mắt tai mũi lưỡi thân. Các lần sư khảo sát rồi, sư hỏi phải năm căn tu tập, năm căn có phải là tu tập mắt tai mũi lưỡi thân không? Gì nói vâng, sư đã khảo sát thử rồi đó. Cho nên năm căn này là năm căn lành để phát triển lên cái pháp giác ngộ. Cho nên ở đây người xưa ngay cả ông Alarakalama đạt được vô sở hữu xứ định
vẫn phải có được cái năm cái căn lành này, nhưng chưa phải là rốt ráo. Mà trong quá trình tu tập của pháp giác ngộ chúng ta có năm căn, quý vị có không? Có chứ, 30 phẩm trợ đạo gồm có gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy ngũ căn ở đây đã có này thưa quý vị. Pháp người xưa tu vẫn có ngũ căn, nhưng mà cái sự giải thoát nó chưa đến cái đỉnh cao là triệt để hết phiền não, chứ không phải người ta tu thường đâu thưa quý vị. Trong cái lộ trình tu của học Phật, khi chúng ta học mà rộng rồi, quý vị thấy nhiều cái pháp của ngoại đạo họ tu rất gần tới đỉnh cao, nhưng họ chưa có bậc thầy khai mở tâm linh, cho nên họ không có giác ngộ thôi. Nếu mà trường hợp mà ông Alaraka Lama với ông Uddhakaramudra mà gặp Phật là không, là cũng trở thành là thượng thủ liền. Chính vì vậy mà sau khi giác ngộ, người nào được Đức Phật nhớ đến đầu tiên? Hai ông này. Nhưng mà hai ông này còn không? Một ông đã chết. Chết bao lâu? Chết một ông Alaraka Lama đã chết mất một tuần. Còn ông Uddhakaramudra chết bao lâu? Mở có một ngày. Quý vị mà đọc nói như là biết là có đọc kinh rồi đó. Đọc kinh văn này mô tả khá chi tiết, chứ nhiều khi chúng ta nghe lòa lòa. Mà quý vị chịu khó đọc, quý vị mới thấy kinh diễn tả một cách tường tận. Rồi này các tỳ kheo không bao lâu sau khi tự tri tự chứng, có những đoạn sư hôm nay nếu bữa đầu tiên nên sư đọc để quý vị thấy cái mạch văn. Đến khi quý vị quen rồi, sư chỉ nói ý thôi, quý vị phải về tự đọc và tự phân. Cho nên cái bài này thứ nhất của cái nội dung của sư á, sư đưa ra điểm thứ nhất là gương hạnh của Đức Phật về tôn trọng pháp là cái giai đoạn đầu. Ý thứ hai là hai việc cần làm của tỳ kheo, quý vị nhớ. Ý thứ ba là hai loại tầm cầu là phi thánh cầu và thánh cầu. Và ý thứ tư là Đức Phật tường thuật về quá trình khi Ngài còn là Bồ Tát. Như vậy đến cái chỗ này là đã tới bốn ý rồi đó. Nên quá trình học quý vị phải tự phân ý ra để nhớ những điểm then chốt. Chỗ này sư lược qua. Này các tỳ kheo, Alaraka-lama là đạo sư của ta, lại đặt ta đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Như vậy Bồ Tát Siddhartha đã thành tựu những gì mà bậc thầy của mình đã chứng đắc. Rồi này các tỳ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Ở chỗ này cũng là một bài học cho chúng ta nữa. Quý vị học pháp, quý vị phải có cái tinh thần cởi mở tiếp thu. Nhưng khi mà học mà nó tới mức nào đó rồi mà vị thầy mình không còn pháp nữa thì mình phải tiếp tục phải đi học nữa. Tinh thần của Phật giáo Đại Thừa cũng thế thôi. Qua cái bộ kinh nào là tiêu biểu thưa quý vị? Đó là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử trải qua 52 vị, rồi mới tới cái quả đẳng giác. 52 cái vị thầy của mình là chỉ cho là 52 cái tầng bậc. Đó là một bộ kinh Đại Thừa mang tính triết lý. Cho nên người học Phật quý vị là học hết trăm thầy ngàn bạn muôn bài, nhưng mà học xong vị này rồi tiếp tục học vị kia nữa, chứ không phải vì chấp vào một vị thầy của mình hoặc là chấp vào một pháp môn của mình. Giờ sư hướng dẫn tu thiền, nó không con đường tu tịnh độ con không tu thiền được. Rồi một ngày nọ sư hướng dẫn tu tịnh độ, sư thấy quý Phật tử tâm tán loạn quá, sư nói thôi giờ quý vị niệm Phật hai thứ ấy. Nếu không con đang tu thiền con không có tu niệm Phật được. Chứng tỏ rằng là tâm quý vị chưa tu gì được hết á. Còn nếu tâm quý vị tu được là tu kiểu gì cũng được. Muốn niệm Phật là niệm Phật, mà muốn an trú trên hơi thở là hơi thở. Quý vị phải sử dụng tâm quý vị được chứ. Quý vị muốn tu vậy mới được chứ. Cần thiết là quý vị tụng kinh, mà cần thiết quý vị trì chú, mà cần thiết quý vị đọc kinh, cần thiết quý vị ngồi thiền, cần thiết quý vị lạy Phật. Không có pháp nào không làm.
pháp nào quý vị cũng tu được mới là chân tu. Dĩ nhiên trong quá trình học pháp chúng ta cũng biết rằng cái pháp nào phù hợp với mình, cái pháp này nó thuận thế cho mình hơn, nó phù hợp với căn tánh của mình hơn, cho nên mình chọn lựa vậy thôi. Thế là thưa quý vị, ở đây Đức Thế Tôn đã từ bỏ người thầy của mình. Từ bỏ người thầy thứ nhất, như vậy Đức Thế Tôn sẽ đặt câu hỏi: Đức Thế Tôn có phải là người không trung không? Bất trung không? Đức Thế Tôn có phải người bất nghĩa không? Cho nên mai mốt các thầy cô có đệ tử rồi, đứa nào nó đến một ngày nào nó ở mình không nói nữa, nó xin đi, mình cũng hoan hỷ, cảm ơn. Thôi con hãy tiếp tục hành trình của con, đi về phía trước. Thầy chỉ là người tiễn đưa con, dạy cho con, tiếp nhận con và dạy cho con, đưa tiễn con tới đây thôi. Còn hành trình phía trước con phải tự đi. Tại sao người thầy của mình chấp thủ học trò không cho đệ tử đi học? Mấy thầy mà không cho đệ tử đi học xa là mấy thầy có vấn đề hết. Một là bác ở lại phục vụ chùa cho mình, phải không? Mà cái ba cái việc lẹt vẹt cái chùa chiền đó nó tạm ghê lắm thưa quý vị. Mà làm sao mà để cái quả vị giác ngộ trong lòng á cho đệ tử mình, nếu không dạy được cái đó là mấy kia là dạy lẹt vẹt thôi. Cho nên quý tăng ni chúng ta phải có cái tinh thần cỡ mở này. Sau này các vị đều là thầy hết mà, cố gắng nhận đệ tử dạy dỗ. Nhưng mà đệ tử lúc nào mình không dạy được nó, nên biết rằng cái sức mình có giới hạn, thôi con tiếp tục học. Chứ nhiều người bảo thủ cố chấp, nhất định không cho đệ tử của mình đi tới chùa khác học, không đi cho đi tới trường thiền khác học, không đi tới tông phái khác học. Như vậy quý vị đâu theo tinh thần của Đại Thừa. Đại Thừa là theo Kinh Hoa Nghiêm đó, thiện tài đồng tử đi học hết đó, mới là tinh thần Đại Thừa. Chứ không phải chỉ bằng áo nâu, bằng áo lam là Đại Thừa đâu. Cũng phải nói là các sư có bằng áo vàng gọi là Nguyên Thủy đâu. Chưa chắc ai Nguyên Thủy hơn ai. Ai mà tu đúng theo đường lối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù hình thức nào cũng có thể được gọi là Nguyên Thủy được. Tức là đúng theo bản chất, chứ không phải đúng theo cái hình thức không. Bản chất á, đúng theo cái lộ trình á. Trở lại vấn đề đây, quý vị đã phân biệt Nguyên Thủy, Bộ Phái, Đại Thừa rồi chứ gì nữa. Thượng Tọa Viên Trí nói rồi, giai đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế cho đến khi mà tăng đoàn bắt đầu chia đôi thành Theravada với Mahasangika là phải 116 năm theo một sử liệu Dipavamsa. 116 năm. Theo một nguồn sử liệu khác 147 năm. Thì đại khái là khoảng 116 năm, đại khái đó là ổn hơn. Còn cái sử liệu 147 năm á, nó cũng là một cái giả thuyết. Nhưng trên dưới 100 năm, tức là sau 100 năm tăng đoàn bắt đầu phân phái, thì cái giai đoạn mà từ 100 năm về trước đến khi Đức Phật Thế Tôn còn tại thế mới là Nguyên Thủy. Còn bắt đầu có chữ Theravada. Sư xin lỗi quý vị, cái thời Phật đâu có chỗ nào có Theravada, chỗ nào có Mahayana. Kinh điển sau này thêm thắt vô nói rằng là kinh này kinh Đại Thừa, đó là các vị Đại Thừa sau này nói chứ. Sư bảo đảm quý vị, trong kinh điển Theravada đây nè, kinh điển mình tạm gọi là kinh điển gốc, chứ sự thật theo Hòa Thượng Minh Châu, một nhà nghiên cứu vô cùng uyên bác lỗi lạc, muôn đời chúng ta là kính lễ. Hòa Thượng nói rằng kinh này cũng có thể đó là một cái phiên bản dựa trên một cái phiên bản gốc, mà ngôn ngữ có thể là ngôn ngữ Pali hay ngôn ngữ gì đó mà chúng ta chưa biết. Nhưng mà ít ra cái bản kinh Nikaya, Majjhima Nikaya này hoặc là Dikaya Nikaya này á, là có thể là gần nhất với những gì mà Nguyên Thủy Đức Phật. Chứ cũng có nhiều chỗ là sư không đồng ý lắm á thưa quý vị. Nhưng thậm chí như cái chỗ này sư sẽ thấy nhiều khi biên tập nó lung cũng. Tại sao tôn giả Ananda mà tự xưng mình là tôn giả Ananda trong cái bản kinh này? Nếu phân tích về mặt ngữ nghĩa, logic về mặt ngữ nghĩa, mình tự là người tường thuật mà mình tự nói rằng là tôn giả Ananda. Cho nên sư nghĩ rằng đôi khi bản kinh này có được biên tập lần thứ hai lần ba, mà do quá trình biên tập như thế nào đó. Chứ cũng ai mà tự xưng mình là tôn giả đâu. Học ở học viện này sẽ cung cấp cho quý vị có một cái nhìn như thế. Không phải chỉ có một cái niềm tin như các đạo tràng, mà còn cung cấp quý vị một công cụ để phân tích. Cho nên đạo Phật là đạo trí huệ, phải phân tích. Ngay cả học kinh chúng ta phải phân tích kinh. Cho nên đôi khi là
sư không có thời giờ, cái thời giờ là sư nói là vô số điều trong kinh này để cung cấp thông tin cho quý vị. Ngay cả sử dụng cái từ tôn giả trong đây, đôi khi sư còn đặt vấn đề, tại sao chính mình tường thuật mình đặt là tôn giả đấy? Mình nãy khi sư giảng sư đầu nói, bây giờ nói tới đây sư nhớ ra. Mặc dù là bình thường sư đã có tư duy, nhưng không phải lúc nào cũng những gì mình hiểu là mình nói hết được trong một lúc thưa quý vị. Nhưng mà ở đây thưa quý vị có những cái thông số rất là chung. Ví dụ sự kiện này đọc trong Mahavacca là đại phẩm, là rất đầy đủ về thông tin y như thế. Nhưng bản kinh này có những chỗ là trong này có mà trong Mahavacca không có. Thưa quý vị, rồi ngài từ bỏ quý vị này, ngài đi đến một cái vị khác cũng nổi tiếng lúc bấy giờ, đó là Uddaka Ramabhuta. Đại khái ngài cũng tu tập thành tựu như cái vị tôn sư của mình là Uddaka Ramabhuta. Và nói đến cái ngài Uddaka Ramabhuta này với ông Alaraka Kalama này tội lắm quý vị. Tại sau khi Đức Phật thành đạo đi tìm hai ông này thì biết rằng hai vị này đã tái sinh lên cõi trời vô sắc giới rồi, tuổi thọ trên đó là hàng tỷ năm, không biết khi nào mà hưởng hết phước, và khi hưởng hết phước rồi đôi khi không gặp Phật pháp và bị đọa lạc. Cho nên rơi vào một cái cảnh giới mà cảnh giới đó không có Phật pháp, chỉ sống như thế và không có cái pháp thiện hay là pháp giải thoát được củng cố tâm của mình, rất là tội nghiệp. Nhiều khi tội nghiệp hơn quý vị đây nữa. Bây giờ quý vị được nghe pháp học kinh đây, nhiều khi khai tâm mở trí là ngộ đạo đắc quả. Còn những người mà sống ở trong cảnh giới này rồi, họ vĩnh viễn không có cái cơ hội nghe pháp học kinh gì cả, sống như thế và cứ tưởng rằng là niết bàn rồi, nhưng không ngờ một ngày kia khi hưởng hết phước rồi tiếp tục tái sinh luân hồi. Thậm chí trong kinh nói rằng sau này ông Quốc Đầu Lâm Phất nè đọa làm con gọi là con phi ly, con chuồn bay, bay lên không trung là đớp chim ăn, mà bay xuống dưới nước là đớp cá ăn. Tội nghiệp như thế. Mà sư cũng chưa xác quyết được cái vấn đề này như thế nào, nhưng quả thật nếu như thế thì tội nghiệp ông quá đi thôi. Thưa quý vị, ở đây nói Đức Phật đã học được pháp của ông Uddaka Ramabhuta. Những gì ông Uddaka Ramabhuta đạt được thì Đức Thế Tôn cũng đã đạt được. Nhưng rồi ngài cũng suy nghĩ pháp này không hướng đến yểm ly. Yểm ly là sao? Là né tránh xa rời đi. Tức là cái tâm mình nó còn dính mắc, cho nên các thầy, các cô, các Phật tử mà tôi còn dính mắc bất kỳ một tư tưởng nào, dính mắc tới chùa chiền tịnh xá, dính mắc tới rồi tự bổn đạo, dính mắc đến quan điểm đại thừa tôi mới tốt, truyền thống các xấu, Theravada mới đúng nguyên thủy, đại thừa là ngoại đạo, vân vân. Những quan điểm này đều là những sự dính mắc hết. Cho nên đây nói pháp này không hướng đến yểm ly. Cho nên quý vị học làm sao pháp nào mà khiến cái tâm quý vị nó xa, nó không dính mắc nữa. Nó không dính mắc tới vợ con, không dính mắc đến tài sản, không dính mắc đến là danh dự, không dính mắc đến quan điểm. Quý vị làm sao cái tâm quý vị không dính mắc nữa. Chứ bây giờ quý vị còn dính mắc bất kỳ cái gì là không gọi là yểm ly. Cho nên pháp này không đưa đến yểm ly, không hướng đến ly tham. Tham là sao? Là sự dính mắc. Cái tâm quý vị muốn bám chặt vô đó là tham, gọi là tham lô ba. Cái này quý vị muốn sở hữu nó là tham. Cái nhà quý vị sở hữu, thậm chí cái văn bằng quý vị muốn, mà đến độ mà quý vị mà không còn biết xấu hổ nữa cũng là tham, mà biết mà trong xấu hổ cũng là tham nữa. Muốn quá cho nên phải quay copy đi mua. Cho nên thưa quý vị, những gì mà quý vị mong muốn tha thiết mà đến độ quý vị là dính mắc, đó là tham. Cho nên không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, tức là một sự chấm dứt, sự từ bỏ. Cho nên học pháp đây, mặc dù 4 năm đã phấn đấu để giúp cho quý vị phấn đấu có cái bằng để quý vị nỗ lực học, thì quý vị cũng là phàm nhân. Nhưng mà chúng ta nên noi gương theo Đức Phật là phải hướng đến đoạn diệt. Rồi những pháp ấy không hướng đến an tịnh. Pháp nào mà nó khiến lao sao tâm quý vị là biết là không phải Phật pháp rồi. Rồi không hướng đến thượng trí, đưa đến cái trí cao thượng. Mình đây đương học là cái trí dục giới.
không? Rồi mình dính mắc vô chỗ sắc giới, vô sắc giới, hoặc là mình không hướng đến giải thoát. Nên không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Một trạng thái thiền định mà nó cũng không phải là có tưởng, mà cũng không phải là không có tưởng. Bình thường chúng ta có năm uẩn, có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Tưởng là sanh nha, là một yếu tố, là một thực thể có mặt ở trong ngũ uẩn này, và nó hoạt động liên tục. Nhưng đạt đến trạng thái này thì người ấy không còn tưởng, và cũng không phải là không có tưởng nữa. Chỗ này sư chưa chứng đắc không biết. Sư học thuộc hoài cái chữ này, phi tưởng phi tưởng xứ. Sư nói thật chứ đâu phải cái gì mình đọc được là mình chứng đắc đâu. Mặc dù sư hiểu được cái khái niệm, thậm chí tôi viết chữ Hán, viết tiếng Bali, và bản thân chữ này dịch rất là sát tiếng Bali thưa quý vị. Phi tưởng phi tưởng xứ dịch rất sát, hiểu được cái khái niệm của nó. Nhưng chúng ta chưa phải là người chứng đạt, cho nên chúng ta chưa có cái trạng thái để diễn đạt. Tuy nhiên ở đây chúng ta hiểu rằng một cái trạng thái tâm của vị ấy cũng không có tưởng, và phi phi tưởng là không, không phải là không có tưởng luôn. Như vậy này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha. Magadha phiên âm là Ma Kiệt Đà. Và đến tại tụ lạc Uruvela, ưu lâu tầng loa. Chính ở tại chỗ này, sau này Đức Phật cũng trở về độ. Độ ai? Ba anh em Kassapa, ba anh em Ca-diếp. Ông đầu tiên tên là gì? Uruvela Kassapa, là lấy cái địa danh này nè, gán cho cái tên ổng. Rồi ông nữa là Gaya, là già gia Kassapa. Ông nữa là Nandi Kassapa. Ba ông, hai ông kia là lấy tên. Còn cái ông đầu là Uruvela, là bởi vì muốn tôn xưng ông này là anh cả, ở trú xứ là Uruvela. Còn hai ông kia là đúng cái tên của ông. Cho nên cái tên của người xưa gắn liền với cái địa danh. Tại đây ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy ngần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng. Đại khái là tìm được một cái địa điểm vừa ý để tu tập. Ở tại đây rất gần Bồ Đề Đạo Tràng thưa quý vị. Cho nên từ cái chỗ tu của hạnh Uruvela này, rồi Đức Phật sau đó mới vượt qua dòng sông là Ni Liên Thiền, để rồi mới đến cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Quý Phật tử mà đi hành hương, ở đây có Phật tử nào đi hành hương Phật Tích chưa? Giơ tay sư xem thử. Cũng có được một vị, hai vị. Bên này dưới đây nè, Nico cũng có nhiều quá. Có đến cái chỗ Uruvela chưa? Hôm nay chỗ này đúng là cái chỗ để cho bà La Môn họ hoạt động. Chủ yếu họ đó họ có chơi tàn qua ngày, trong một trời các phái đoàn hành hương tới. Cho nên đôi khi sự bố thí giúp đỡ chúng ta cũng giúp cho họ trở thành kẻ lười biếng, nhàn cư vi bất thiện thưa quý vị. Cho nên sư cũng không có hài lòng đồng ý cho cái chuyện mà chúng ta đi hành hương bố thí cùng khắp hết mà đôi khi giúp cho, khiến cho họ trở thành là người ý lại, và họ trở thành là kẻ mắc nợ đối với pháp giới vũ trụ này. Cái chuyện chúng ta cho thì không thành vấn đề. Mà biết bao nhiêu cái mảnh đời bất hạnh hơn cần thiết cho để chúng ta cho những người có ý chí, có nghị lực để rồi ta vươn lên trong cuộc sống. Chứ tại sao chúng ta cho những người bạn không ngồi rồi mong mà bà La Môn này đúng cái tới đó tụ tập nói chuyện, xong rồi chờ chúng ta đến rồi cứ gạ xin ít đồng mà mình không cho thì mình thấy cũng ấy nấy. Mà nghĩ cho đôi khi là họ cũng có lợi ích gì ở rồi trơn. Rồi thưa quý vị, Đức Phật nói rồi này các tỷ kheo, ta tự mình bị sanh sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh. Ở đây cái phần giác ngộ sư phải nói ra vắn tắt chứ còn không có là không có đủ thời gian. Ở đây Đức Phật đã là Đức Phật đã chứng đắc cái đạo quả dựa trên nguyên lý Ida Baccha Yata Baticca Samuppada, nói ngắn gọn là Baticca Samuppada tức là duyên khởi. Còn cái kia là y tánh, tức là nương vào cái bản chất của các pháp
và nhìn thấy các pháp nó tùy thuộc mà nó phát sinh. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Ở đây cái lộ trình Paticca Samuppada nói một cách chi tiết, trong như trong Đại Phẩm nói, thì Đức Phật quán theo chiều thuận thấy vô minh, vô minh duyên hành, tức do vô minh mà cả hành, rồi do hành vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, tức là do vô minh mà có cái sankhara, do sankhara mới có cái vinyana, là có cái thức biết, rồi rồi do cái thức rồi mới có danh sắc, là có cái thân này và có cái tâm này. Cho nên một khi chúng ta đã có mặt với cuộc đời là có cả danh và sắc, có thân và tâm. Do đó nhà Phật có phải theo chủ nghĩa duy vật không quý vị? Không. Nhà Phật có phải theo chủ nghĩa duy tâm không thưa quý vị? Không luôn. Bởi vì nếu duy vật nó đâu có đúng. Đức Phật nói danh sắc mà. Khi sự hiện hữu của con người là có danh sắc. Cho nên nếu nói duy vật duy tâm thì cũng không phải Phật pháp đó. Mà sự hiện hữu chúng ta là phải phối hợp trên hai yếu tố danh và sắc này, nama và rupa. Đại khái Đức Phật đã dựa vào cái nguyên lý các pháp nó nương nhau mà nó tồn tại, các pháp nó nương nhau mà nó diệt. Quý vị đó cũng thế, phiền não nó sinh khởi cũng do một người A, hay do cái lời tác động của người A khiến phiền não sinh. Phiền não sinh rồi do người khác tác động vô, phiền não sinh thêm chẳng hạn. Nhưng mà cũng nếu do một người khác tác động vô khiến cho phiền não giảm bớt, rồi cũng khiến phiền não giảm bớt dẫn đến cơ thể phiền não được chấm dứt. Cho nên cái này sanh và cái kia sanh, giống như quý vị đến đại học là tự nhiên có bạn bè. Có bạn bè thì có bậc thiện hữu tri thức trong đó, có bạn bè thì cũng có những người không phải là thiện hữu tri thức trong đó. Cho nên các pháp nó sanh sanh đó diệt diệt. Như vậy Ngài đã giác ngộ chứng quả nhờ cái đạo lý Paticca Samuppada, tức là pháp tùy thuộc phát sinh, tiếng Anh là dependent origination. Thưa quý vị, sau khi giác ngộ rồi là vấn đề ở chỗ này. Đức Phật liền suy nghĩ, nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thờ như vậy thật là khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này các tỳ kheo, rồi những kệ bất khả tư nghì từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Ở đây thì cái văn chương sư cảm giác nó không hay. Nghe nói Đức Thế Tôn mà khi mà giảng pháp rồi có những người không hiểu á, thì khiến cho Đức Thế Tôn khởi lên sự bực mình, khổ não. Thì sư nghĩ ngộ, Đức Thế Tôn hết phiền não rồi mà. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu ý, là nếu chúng ta mà là sử dụng ngôn ngữ để hiểu ý, được ý huynh lời á, là hiểu rằng là những điều này á, nó cũng khiến cho sự trở ngại Đức Thế Tôn, có thể rằng là cũng khiến cho cái trạng thái một cái trạng thái tâm nào đó. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn là không thể nào có cái trạng thái thâm mà không có quan hỷ được. Cái chuyện mà người ta không hiểu thôi gì đâu, chớ khiến như bực mình. Tuy nhiên ở đây Đức Thế Tôn nó khởi lên một suy nghĩ, sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này. Đi ngược dòng thậm thâm diệu, khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Ở chỗ này quý vị có được thấy cái ý này. Đối với người tu là đi ngược dòng, đi ngược dòng thâm diệu, cái pháp này là pháp ngược dòng. Còn pháp thế gian mà sống theo cứ lớn lên có tình yêu, tình yêu lập gia đình, rồi có con cái thì làm ăn, rồi có xuôi gia thì nó xuôi dòng ghê lắm. Còn bây giờ đi ngược dòng, đi tu cũng là ngược dòng thưa quý vị, mà quán thấy được cái lý duyên khởi này để các đức nó. Cho nên Đức Thế Tôn nói đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhị vô minh không thấy được pháp này. Sự thật người mà có cái tham ái sâu dày á, là đọc kinh hiểu hết á, chán. Nói sao con đọc tiểu thuyết con thấy con mê quá chừng, con hấp dẫn, con quên anh vẫn ngủ được. Đọc kinh có mấy phút, 15 phút con muốn buồn ngủ á. Thưa quý vị, cái giáo pháp này có khi nào nó vô trong người quý vị đâu. Nó chưa cái hạt giống về cái pháp này, mà quý vị có toàn cái hạt giống bất thiện, yêu đương tình ái hận thù thôi. Coi phim mà hận thù rồi ái ân là hấp dẫn lắm, có khi nào buồn ngủ đâu.
Nhưng mà đọc kinh chút xíu buồn ngủ à. Còn nhiều người mà đọc kinh chừng nào mắt sáng ra, nó hay quá, như là kẻ nghèo mà gặp kẻ nghèo mà gặp được vàng á, khác mà gặp nước á, nó khác. Cho nên quý vị đọc kinh mà quý vị đọc nó hoan hỷ quá, đọc nó con hôm nay đọc kinh ngon không ngủ được luôn, sướng quá, cảm giác nó phấn khởi hoan hỷ, được sanh khởi trong tâm của mình á, biết là quý vị là bắt đầu là ăn chịu với pháp rồi đó. Thưa quý vị, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sa Ba Tiên khi biết được tâm tư của ta, tức là diễn tả ở đây sư đặt vấn đề, tại sao Phạm Thiên Sa Sambati đến thỉnh Phật mà không phải là Đế Thích vua của cõi trời, mà Phạm Thiên Sambati là một vị thế nào? Thưa quý vị, theo truyền thuyết Ấn Độ thì Phạm Thiên Sambati là giống như vị là có cái oai thần lớn hơn hết tất cả các vị thiên, thậm chí là cái vị không phải là vị sáng tạo ra cái thế giới này, nhưng mà vị có oai thần lớn nhất. Ở đây thì Phạm Thiên Ba Sambati sau khi biết được tâm tư của Đức Thế Tôn, ở đây Đức Phật tự diễn tả lại là biết được tâm tư của ta, rồi với tâm tư của mình liền suy nghĩ than ngôi thế giới này sẽ bị tiêu diệt, thế giới này sẽ hội văn văn. Thì lúc bấy giờ thưa quý vị, rồi ông mới đến, ông trịch vai áo, tức là ông theo truyền thống độ mà cứ thiên đảng hữu kiên đó, tức là trịch áo bày vai hữu á, tức là sự bày tỏ lòng tôn kính thôi. Cho nên quý vị tới chùa các sư Nam Tông hoặc các sĩ thấy các sư vận áo chừa cái vai phải á, đó theo cái truyền thống Ấn Độ nha, là cái gì mà nó phải cái thiện cái lành này phải bày ra để cho người khác chiêm ngưỡng nói theo, đó là cái ý của người xưa vậy đó. Cho nên là thiên đảng hữu kiên, trịch áo bày vai hữu. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta có thể đặt vấn đề, sao Đức Thế Tôn khi đi tu là cầu mong nó được giác ngộ giải thoát độ sanh, mà sao bây giờ thành đạo rồi, thành đạo rồi lại có cái suy nghĩ như thế? Rồi tại sao Phạm Thiên Sambati mới thịnh? Thưa quý vị, qua cái mặc dù đây Đức Phật muốn nói đến cái trạng thái suy nghĩ của Ngài là biết chúng sinh cái căn cơ thấp kém chứa đầy dục vọng thì rất có thể khó hiểu về chánh pháp, và đồng thời vị Phạm Thiên Sambati này là vị đại diện cho loài trời và loài người đến thỉnh Đức Phật, đây cũng là một cái pháp thù thắng. Hầu hết tất cả chư Phật Thế Tôn sau khi đắc đạo rồi đều có các vị khác đại diện đến thỉnh pháp, cho nên Đức Phật mới trụ thế ở đời. Và một bài kệ rất dài được kể ở đây, sư không có nêu lên. Ở đây Phạm Thiên Sambati cầu thỉnh và Ngài quán sát chúng sinh. Đức Phật sau khi nghe, Đức Phật quán sát có ba hạng chúng sinh. Một là hạng chìm đắm ái nhiễm như là một cái đóa hoa sen ở trong nước. Hai là một cái hạng đã ít cái nhiễm trần rồi, cũng ví như hoa sen đã vươn lên ngang bằng mặt nước. Và ba là hạng ít nhiễm bụi đời, bụi trần, như hoa sen đã vượt lên khỏi mặt nước. Đức Phật đã quan sát cái căn tánh của chúng sanh giống như là các loại hoa sen đang ở dưới hồ kia. Lúc bấy giờ Đức Phật sau khi nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sambati thì Ngài hướng tâm đến ai để hóa độ. Ở trong bài của sư là đã đến phần thứ sáu rồi. Như vậy hồi nãy thứ tư là Đức Phật tường thuật về quá trình khi Ngài còn Bồ Tát này. Thứ năm là giác ngộ chứng quả này. Thứ sáu là Phạm Thiên Sambati thỉnh cầu giảng pháp và Ngài quan sát căn tánh chúng sinh này. Đến phần thứ bảy là Đức Phật hướng tâm đến ai để hóa độ. Ở đây Ngài hướng tâm đến Alaraka Lama và Uddaka Ramabhuta. Và thứ tám là người đầu tiên gặp Phật nè. Người đầu tiên gặp Phật là ai? Ngoại đạo Ubaka. Ông này khi gặp Đức Phật rất là cái duyên phước ổng. Người đầu tiên gặp được Đức Phật sau khi thành đạo. Ông thấy dung sắc Đức Phật rất là sáng ngời, khởi lên tâm hoan hỷ, hỏi tôn giả thầy của thầy Ngài là ai vân vân. Đức Phật nói Ngài không có thầy. Mặc dù quá khứ ở chỗ này chúng ta phải rạch rồi một chút xíu, trước khi Ngài chứng đắc đạo quả Ngài có thầy, nhưng cái pháp mà Ngài đắc đạo chứng quả này là pháp Ngài tự ngộ, không có cái vị thầy nào để khai sáng, để dẫn dắt chân Ngài đạt đạo này. Cho nên Ngài mới nói rằng ta không có thầy, là nói đến cái lộ trình này, chứ không phải nói đến cái quá khứ khi Ngài chưa chứng đắc cái thánh quả.
Chứ trước đó Ngài cũng có những vị thầy khi còn là thanh niên học võ thuật, học lễ nghĩa, học chính trị vân vân. Rồi cho đến đi tầm đạo Ngài vẫn có thầy, nhưng cái lộ trình tu tập này là Ngài không có thầy. Cho nên mới nói rằng Ngài không có thầy. Ông này ông rất có duyên phước gặp Phật, nhưng cuối cùng ông quay lưng, ông bỏ đi. Tại sao như thế thưa quý vị? Tại vì lúc bây giờ ông đương có nghiệp ái, ông đương yêu thương cái cô con gái của bà La Môn giàu có ở cái khu vực này, yêu gì mà ưu mê mết luôn. Mấy chục năm sau, khi bắt đầu qua cái tuổi trung niên rồi á, lúc bây giờ ngán ngẩm ngũ dục lục trần rồi, và bắt đầu cái ý thức đầu nó phát triển rồi, và bắt đầu nhớ lại cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời xưa, và biết tăng đoàn của Ngài, và cuối cùng quay trở lại tu, quay trở lại tu đắc đạo chứng quả. Nên quý thầy quý cô nào ai tu cũng được thì cũng sao đâu. Rồi để cho học cái pháp khổ thế gian, để rồi phải hiểu cái khổ như thế nào. Này các tỳ kheo, đây là khổ, các ông cũng phải biết mà. Cho nên nhiều khi là muốn trải nghiệm cuộc sống nhân gian cứ trải nghiệm đi, không cần phải tu làm chi. Rồi để rồi cái khổ này là mới duyên, để rồi mới cảnh tỉnh quý vị, quý vị mới dứt khoát đi trên cái con đường cao thượng này. Còn bằng không quý vị cứ quay tới quay lui, quay qua quay lại với cái con đường trần tục này là không có tu gì được. Hòa thượng Thanh Từ nhiều khi giống như đưa cái ví dụ là người bước trên hai chân bên hai chiếc thuyền vậy đó. Thuyền thì muốn ra khơi, thuyền kia thuyền cái neo bến, làm sao đi được. Cho nên mình phải dứt khoát. Cho nên quý thầy quý cô không, đôi khi sư hoàng ở Việt Nam mình nó có cái kỳ cục như thế này, là có cái quan điểm kỳ thị đối với cái người xuất gia để ra đời. Đây là một quan điểm sai, thậm chí là một cái tà kiến nữa. Người ta xuất gia một năm hai năm vậy là quý rồi, nhưng người ta chưa hiểu được cái pháp thế gian thì đi ra để học hỏi đi có sao đâu. Pháp thế gian thì học hỏi xong rồi ta hiểu rồi thôi, ta vô lại ta tu có sao đâu. Mà tại sao mình lại có cái định kiến đối với ông thầy với ni cô cứ ra đời là người ta khinh khi? Rồi quý Phật tử gì à, lan truyền giùm nhà sư cái tư tưởng này. Đừng có khinh thị mấy ông thầy. Ông thầy nào ông tu được một ngày thì quý một ngày, tu một năm là quý một năm, ông tu nữa cũng hoan hô luôn. Đi ra đời cứ làm ăn đi, cuộc sống bươn chải, để hiểu rõ được giá trị của đồng tiền, hiểu rõ giá trị của vật chất, hiểu rõ về cái cuộc sống này giá trị như thế nào. Chứ bằng không ở núp trong cái bóng nhà chùa đâu có tu hành gì đâu. Cho nên cứ ra đời đi. Ra đời xong rồi hiểu đời hiểu đạo xong quay trở lại tu phụng sự nhân sinh, làm lợi ích cho đời tốt hơn. Cho nên những thầy nào mà không có tu được, thông thường là đi ra đời là mất dạng luôn. Đi đến đó là ông ăn thầy ông khinh, Phật tử thì phỉ báng phỉ nhổ, cho nên mình cảm tự ti quá, cho nên rồi là trốn ra khỏi xã hội này luôn. Cho nên chúng ta là mất đi một người, một người thầy, một người bạn. Thậm chí đúng như các thầy đi tu giờ ra đời phải hiểu đời hiểu đạo hơn chứ, có khi nào dám làm ác đâu. Sở dĩ mấy ông thầy tu ra đời nghèo khổ là bởi vì ông không bao giờ làm ác được, không có tranh giành với thế gian được. Cái đó là sự thật. Cho nên sở dĩ người đi tu ra đời nhiều khi nó khổ là bởi vì không có làm ác, không tranh giành, không tranh danh, không đoạt lợi được. Vì nhất thời vì luyến ái với ngũ dục lục trần, cho nên không giữ được đường đạo. Nhưng mà khi đi ra đời rồi mới thấy cao quý. Nhưng đôi khi vì cái định kiến của xã hội mà không vượt qua được, không đi tu lại được. Đôi khi vì chúng ta mà làm thui chột bồ đề tâm của những pháp hữu của chúng ta. Cho nên sư là rất rõ ràng lắm, đi tu sư cũng hoan hô, mà không tu không sao gặp lại để tóc, sư cũng chào hỏi bình thường, chào cư sĩ pháp danh gì đó rất bình thường thôi. Đây là một quan niệm sai lầm, nó ăn sâu vào trong tủy trong máu của người Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta cứ khinh thường những người mà bỏ chiếc áo nâu này, bỏ chiếc áo vàng này đi ra đời. Cho nên mong rằng á là quý chúng ta đừng có cái thành kiến này. Ông Ubaka này gặp Phật, ông không có bái Phật làm thầy, mặc dù rất là thấy Đức Phật mặt sáng ngời, hào quang rực rỡ, dung sắc thù dị vân vân. Nhưng mà rồi ông quay lưng, cứ để ông quay lưng 20 năm sau ngán ngẩm cuộc đời bắt đầu quay trở lại. Cho nên trong hàng thánh tăng Đức Phật cũng có một ông
Upaka, nhưng mà đó là sau khi ông đã trải qua chiêm nghiệm cuộc đời rồi. Ở bên Miến Điện có một vị thiền sư rất nổi tiếng thưa quý vị. Một vị thiền sư đó có tới 10 đứa con. Hồi nhỏ đi tu, lớn lên cũng bị dính mắc chuyện là tài sắc. Rồi bỏ ra đời để ra một lần 10 đứa con. Nhưng mà sau cái tuổi đó rồi á, hiểu thấu về cái bản chất cuộc sống này rồi, đi tu lại và cuối cuộc đời trở thành một thiền sư vô cùng lỗi lạc luôn ở tại Miến Điện. Cho nên vấn đề là cái bồ đề tâm của người ta đúng thời được khai phát, và người ai là người nuôi dưỡng và để khiến cho bồ đề tâm nó viên mãn. Ambapali, kỹ nữ, gái hạng sang bậc nhất của thời đó, gái hạng sang bậc nhất của Ấn Độ thời đó. Ấn Độ cái chuyện mà kỹ nữ nó cũng nhiều hạng lắm. Hạng là chỉ tới cái đường ca hát sướng có, hạng bán thân có. Ấn Độ nó đủ dạng mà, đó là nó là nền văn hóa. Mà sự thấy bây giờ, thấy trong Trung Quốc, thấy sự cuộc ớn lạnh. Thấy họ xử tử thưa quý vị, xử tử những người mà đời sống bán hoa, sự thấy như thế mà nó vô nhân đạo quá. Thì mặc dù cái nghề đó nó cũng khiến cho bán hoại đạo đức xã hội, dĩ nhiên là mình cũng phải hạn chế, không nên để như ở Thái Lan. Để cho trở thành một cái nghề như thế thì sự cũng không, sự thấy cũng đôi khi cũng ổn đâu. Nhưng mà mình gọi là hành xử quá khắc nghiệt, đến độ đem người ta đi bắn. Cho nên thưa quý vị, trong giáo pháp Phật, một trong những đặc điểm của tăng đoàn là tất cả những thành phần của xã hội đều có khả năng giác ngộ. Đó là những phần mà chúng ta sẽ học sau. Như vậy ở đây Đức Phật đã hóa độ ông Upaka, người đầu tiên, có thể coi như là bị thất bại đấy. Nhưng không sao, có duyên mình thì độ, không có duyên thì thôi. Đức Phật tiếp tục hướng tâm đến ai? Năm anh em ông Kiều Trần Như. Cái câu chuyện này nó rất là hấp dẫn ở trong này. Thậm chí là lúc bấy giờ năm ông này, trong những bài kinh khác còn mô tả kỹ lưỡng hơn, nào là phải nói đừng có chào đón Sa Môn Gotama nha. Ông này ông đã thối thất rồi đó. Cho nên nhưng mà khi cái oai thần của Đức Phật tới, lập tức các vị đứng dậy, người thì chào đón, người thì sửa bồ đoàn, người thì lấy nước vân vân. Nó tự nhiên, nó tự nhiên. Và dĩ nhiên họ trong cách xưng hô, họ vẫn gọi Đức Thế Tôn là hiền giả. Và Đức Thế Tôn phải nói đừng gọi ta là hiền giả. Nhưng thưa quý vị, nhiều chỗ Đức Phật chấp nhận bình thường, nhưng trong trường hợp này Đức Phật muốn là đệ tử của mình trong tương lai không bị tổn đức và mắc phải cái lỗi này, cho nên Đức Phật khẳng định và phải ba lần như thế. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn hỏi, trong quá trình mà ta sống với các ông, có khi nào mà ta nói sai sự thật không? Nói không. Do nói không sai sự thật này, bắt đầu mới tin là Đức Như Lai ta là bậc chánh đẳng giác, là đấng Như Lai đã thành tựu được các pháp. Đức Phật phải tự khẳng định. Và sau đó Đức Phật giảng bài kinh mà sau này được gọi là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Không có bài kinh Tứ Đế. Sự thưa quý vị, không có bài kinh Tứ Đế. Cái câu hỏi Phật học mà mùa hoa giáo lý độ, nhiều chỗ ghi là bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng là gì? Đề là kinh Tứ Đế. Trật. Không có kinh nào kinh Tứ Đế, mà cái bài kinh là kinh Chuyển Pháp Luân thôi. Bài kinh Chuyển Pháp Luân trong đó nội dung là nói đến là cái lý trung đạo. Lý trung đạo cho nên phải xa rời hai cực đoan, một là khổ hạnh ép sát, hai là hưởng thụ dục lạc. Hưởng thụ dục lạc Đức Phật đã trải qua, và khổ hạnh ép sát trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này, chúng ta sẽ thấy, quý vị sẽ học giờ sau sẽ thấy cái khổ hạnh ép sát của Đức Phật ra sao. Hai trạng thái này, nhiều vị nói rằng là 6 năm tu tập của Thái Tử là lãng phí quá, là thất bại quá. Có thất bại thưa quý vị? Không thất bại hoàn toàn, không hoàn toàn, không có, có thất bại gì cả. Đó là kinh nghiệm xương máu của Ngài. Nhờ đó sau này Ngài mới chuyển pháp luôn được con đường trung đạo, mà trở thành là xương sống cho Phật Pháp, xa rời hai cái cực đoan. Chúng ta đây thức khuya quá, thấy quý huynh đệ học nhóm đó, học cái thứ 3-4 giờ sáng là cực đoan đấy. Rồi nay mai về ngủ nguyên ngày cũng là một cái thái quá đấy. Cho nên học tới 11 giờ đêm là vừa. Sáng nếu ráng thì 3 giờ dậy. Không, nếu không ráng nổi thì 4 giờ. Chứ đừng có thức khuya quá, thái quá cực đoan là xa rời cái lý trung đạo của nhà Phật. Bài kinh Chuyển Pháp Luân, ngày nay đó Tôn giả A Nhã, Tôn giả Kiều Trần Như hiểu được pháp, gọi là pháp nhãn ly trần, được gọi là anh nha, thấy được pháp. Cho nên bài kinh Chuyển Pháp Luân này
bốn vị kia không có phần. Chỉ có tôn giả Kiều Trần Như là vị sư huynh, không, mà thậm chí được xem là ngày xưa là bạn với Đức Phật, mà thậm chí còn khi còn là ở trong Đông Cung là thầy nữa, mới hiểu được lời pháp Đức Phật và hiểu được pháp gọi là An Nha, tức là A Nhã. Phiên âm chữ An Nha mà quý vị cứ là A Nhã đó, là An Nha, là người đã liễu tri để hiểu. An Nha, An Nha con Đanh Nha, cho nên trở thành là vị đầu tiên hiểu được giáo pháp này. Qua tới bài thứ hai, sau 3 ngày Đức Phật giảng tiếp một bài kinh nữa. Bài kinh đó là Anatta vô ngã tướng. Lúc bấy giờ 5 vị tỳ khưu này mới đắc được thánh quả. Và quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy Đức Phật phân bổ trong thời gian đó, Ngài phân 2 vị đi khất thực để về nuôi lại 4 vị, các vị ở nhà chuyên tu. Rồi ngày hôm sau 3 vị đi nuôi. Như vậy chính Đức Phật chú trọng đến việc tu tập giải thoát giác ngộ. Cho nên quý vị phải đọc kinh kỹ, quý vị mới rút ra vô số bài học, rất nhiều bài học trong này. Đức Phật tự phân phối thời gian sắp đặt cho các vị khi chưa thánh quả phải đạt cái mục tiêu, lấy cái việc tu tập thiền định là chính yếu. Tập trung thiền chỉ và thiền quán, ngay bài kinh đầu tiên chỉ có Côn Anh Nha là người ngộ được đạo, mới gọi là Anh Nha Côn Anh Nha, là A Nhã Kiều Trần Như. Các vị khác là vô phần. Đến khi bài Anatta vô ngã tướng, cho nên bài kinh Diễn Pháp Luân và bài kinh vô ngã tướng là hai bài kinh cũng khá quan trọng trong các kinh mà quý vị phải học trong tương lai. Mà điều trong Trung Bộ thì không có hai bài kinh này, nó nằm ở trong Tương Ưng, nó nằm trong luật đó. Nhưng mà quý vị trong quá trình học là quý vị phải tự khảo sát hai bài kinh này, thế nào là kinh vô ngã tướng, nó đến bản chất thật của con người là có cái tôi hay không, có cái thực thể tôi hay không, thì từ đó các vị hiểu được bản chất của Nam Uẩn là gì. Cho nên mục tiêu rốt ráo của quý vị học đây, để rồi một ngày kia quý vị cũng thấy được Nam Uẩn như thế nào, cái gì gọi là cái con người chúng ta, cái gì gọi là ông Thiện Thái, cái gì gọi là cô Viên Như, cái gì ông thầy Minh Tuệ, không, cái gì là tuệ tâm, vân vân. Cái gì chúng ta đặt lại một cái câu hỏi rất lớn, cái gì để tạo nên đây. Và từ đây sau đó 5 vị đã đắc quả được A-la-hán. Ở đây Đức Phật nói tiếp cái lộ trình sau khi hóa độ 5 người bạn của hạnh rồi, thì cái phần thứ 10 sư phân chia cái bài ở đây là lộ trình tu tập của một vị tỳ kheo. Sau khi Đức Phật kể cái quá trình tu tập của Ngài rồi, Đức Phật nói đến luôn luôn một bài kinh nào Đức Phật hầu như đều lồng ghép cái lộ trình tu tập. Ở đây Đức Phật nói rằng các vị tỳ kheo hãy đoạn trừ 5 dục trưởng dưỡng, tức là sắc thinh hương vị xúc. 5 dục gọi là 5 dục trưởng dưỡng, 5 dục này và được phải thấy được sự nguy hiểm của chúng và thoát ly chúng. Như vậy các vị mà thấy được sự nguy hiểm của 5 dục trưởng dưỡng, như vậy vị ấy thành tựu giới. Trải qua cái lộ trình tu tập chứng đắc 4 thiền sắc giới, chứng đắc 4 không vô sắc giới. Ở đây như vậy Đức Phật không hoàn toàn phủ nhận cái vai trò 4 không, tức là 4 tầng thiền vô sắc giới, nhưng phải có trình tự là tu tập giới, xong cái tu tập thiền định, mà thiền định là 4 thiền sắc giới, 4 thiền vô sắc giới, và thậm chí là chứng diệt thọ tưởng định, một trạng thái thiền định chấm dứt thọ và tưởng, Vedana và Sanya chấm dứt luôn. Như vậy trong năm trong cái lộ trình này, sau khi chứng diệt thọ tưởng định rồi, vị ấy thấy được các lậu hoặc đã được đoạn trừ nhân. Nhờ mà chứng được diệt thọ tưởng định thì vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, chứng được cái thành tựu cái đạo lộ Niết Bàn. Như vậy cái bài kinh này sư Hoàng chia ra 10 phần. Như vậy nay mai quý vị có thể có tư liệu học, nhưng khi nghe quý vị phải tự phân chia cái bố cục tập, tự chia cái bố cục cái bài cho mình, để khi chúng ta học là nhớ những điểm cốt lõi. Một là gương hạnh của Đức Phật về tôn trọng pháp, hai là hai việc cần làm của tỳ kheo, ba là hai loại tâm cầu, bốn là Đức Phật tường thuật về quá trình khi Ngài còn là Bồ Tát, năm là cái pháp để Ngài chứng ngộ đắc quả, thứ sáu phạm thiên sa ba ti cầu thỉnh, và thứ bảy Đức Phật hướng tâm đến ai được hóa độ, tám là người đầu tiên gặp Phật,
9 hóa độ 5 người bạn tu có hạnh, 10 là lộ trình tu tập của một vị tỳ kheo. Đây là cách phân chia bài của sư. Như vậy thay vì hôm nay sư dự kiến là 2 bài là buổi giới thiệu sơ sơ thôi, nhưng mà giới thiệu sơ sơ nó cũng hết tiếng rồi, cho nên chúng ta chỉ học một bài. Nhiệm vụ quý vị về làm một sự so sánh giữa kinh Thánh Cầu với kinh Vương Tử Bồ Đề số 85, tự đối chiếu những điểm giống và khác. Chỗ này quý vị phải chịu khó đọc từng câu, dò từng chữ, chia ô ra. Bên đây là kinh Thánh Cầu, bên kia là kinh Vương Tử Bồ Đề. Mà dĩ nhiên là so sánh cái lộ trình tu tập của Đức Phật khi Ngài còn là Bồ Tát thôi, những vấn đề khác thì không còn. Cho nên sư yêu cầu quý vị so sánh là so sánh cái phần quan trọng cốt lõi là khi Ngài còn là Bồ Tát tu như thế nào, để từ bên kinh Thánh Cầu đây một cạnh như thế nào, bên đây kinh Vương Tử Bồ Đề ra sao. Như vậy bài tập quý vị tất cả phải làm. Nhờ vậy quý vị mới chịu đọc kinh, quý vị mới chịu khó nghiền ngẫm từng chữ từng câu, quý vị mới ngộ ra. Còn bình thường quý vị cứ lì lì đọc qua cái nó không có hiểu gì hết. Cầu mong quý vị học thông hiểu rành giáo pháp. Cầu chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ sau chúng ta sẽ học kinh Đại Kinh Sư Tử Hống. Đại Kinh Sư Tử Hống, quý vị ghi nhớ là kỳ sau học Đại Kinh Sư Tử Hống số 12. Ghi chép ra để hôm sau có tài liệu. Bài kinh này cũng khó học á, nhưng sư sẽ so sánh đối chiếu một số vấn đề để cho quý vị sẽ có được cái tầm nhìn bao quát. Ngoài cái bài sư nêu, có cái bài gọi là Cuộc Đời Đức Phật, sư giới thiệu hết sức là bao quát về các vấn đề tổng hợp. Bài đấy thì thay vì sư giảng, nhưng được cái khóa trước sư có giảng mà cũng giảng đâu được, cũng khái lược thôi. Tuy nhiên có trên mạng rồi, quý vị phải nghe bài đó coi như là bài phải học. Và tài liệu sư cũng đã đưa lên rồi, quý vị phải học bài đó. Sau này sư cho bài tập, sư cho kiểm tra, mà chừng nói rằng cái bài này con chưa nghe là không được. Bài đó coi như là bài phải học, không? Rồi mô Phật.